Bạn làm đúng, không cần phải thanh minh. Thời gian sẽ trả lời. Khi bạn tin tưởng vào bản thân mình, tin tưởng vào những lựa chọn của mình qua những lời nói hành động, đó là năng lượng tích cực, xuất phát từ tình yêu chân thành của bạn. Khi bạn đối diện với những thế lực tiêu cực tấn công mình, bạn không cần phải thanh minh, bởi vì tấm chân tình của bạn, những việc làm tốt đẹp của bạn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong trái tim của những người xung quanh. Mọi người sẽ cảm nhận rất rõ ràng đó có phải là sự thật hay không. Bạn chỉ cần im lặng quan sát trong chánh niệm, quan sát những gì đang diễn ra trong nội tâm của mình và bên ngoài bản thân bạn. Đó là cơ hội để bạn nhìn lại và có thể điều chỉnh rung động của mình. Và bạn có thể nhìn rõ ràng chân tướng sự thật. Chính sự bình tĩnh này sẽ giúp bạn có tầm nhìn xa trông rộng, không bị mắc bẫy bởi những thế lực tiêu cực. Những lời nói hành động của bạn giàu lòng từ bi và trí tuệ, vừa bảo vệ được năng lượng của bạn, vừa hỗ trợ được người tấn công tiêu cực đến bạn, để họ thức tỉnh khỏi vô minh, nhìn lại những hành động sai trái của mình. Tấm lòng từ bi của bạn đang mang lại lời lạc cho người đó, cho gia đình người đó và cho cả cộng đồng. Hãy nhớ rằng chỉ có tình yêu mới khiến bạn dễ dàng tăng trưởng tiến hóa trong đời sống vật chất và trên con đường tâm linh của bạn. Chỉ có tình yêu mới giúp bạn trải nghiệm được hạnh phúc đích thực, tình yêu đích thực. Cách ứng xử của bạn với tất cả những người xung quanh thể hiện rất rõ ràng năng lượng bên trong bạn. Hãy tinh tấn trao dồi lòng từ bi của mình. Vô số phước lành đang đến với bạn.